Cô sẽ chữa bài tập về nhà hình buổi trước. Buổi trước thì cô thấy là nhiều bạn làm bài tập về nhà đúng, đã xác định được các tia đối nhau và tia trùng nhau. Tuy nhiên là cái phần mà chứng minh điểm nằm giữa thì cô thấy các bạn chưa được thành thạo lắm. Đó là bài tập số 2 ở trong mục bài tập về nhà. Điểm bài tập về nhà cô đã gửi trên nhóm rồi nên cô sẽ không đọc lại nữa. Bây giờ mình sẽ đi chữa bài thôi rồi mình sẽ chuyển sang nội dung bài mới. Ừ, được. Bạn nào mà không tiện bật cam thì có thể chat cho cô trợ giảng nhé. Cô sẽ chữa bài này, bạn nào làm đúng rồi thì quan sát lên bảng. Còn bạn nào chưa biết làm thì nghe cô hướng dẫn thật kỹ. Tại vì sau nội dung bài hôm nay thì cô sẽ chuyển sang dạy các bạn đại số. Thế nên là đến lúc mà gần thi thì mình mới ôn tập lại hình nữa. Nên các bạn chú ý lên đây nhé. Đề bài cho đường thẳng AB này, lấy điểm O thuộc vào đường thẳng AB. Thế là vẽ hình trước. Vẽ đường thẳng này. Đây chính là đường thẳng AB. Trên đường thẳng này lấy một điểm O. Ừ, con vào lớp. Lấy điểm M thuộc vào tia OA và lấy điểm N thuộc vào tia OB sao cho OM bằng ON. Ở đây của cô có sẵn O rồi nên là cô nhìn vào đây cô chấm luôn này. Điểm M vị trí này và điểm N vị trí bên đây. Đã biết độ dài rồi nhá. Độ dài ở đây là bằng 3 cm. Ở IA đề bài hỏi là trong 3 điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại vì sao? Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Cô mời Huệ Anh nào. Đúng rồi, điểm O này là nằm giữa hai điểm M và N. Tuy nhiên đề bài hỏi là vì sao, tức là mình phải chứng minh được là vì sao cái điểm O này nó lại nằm giữa. Thế điểm O này nằm giữa M và N. Ừ, con nói đi. O nằm giữa M và N và OM bằng ON bằng 3 cm. Suy ra O là trung điểm của MN. Thế O là trung điểm của MN thì nó lại là cái IB rồi con. Ở IB mới là chứng minh, còn ở của mình mới là IA thôi. Tức là mình chưa sử dụng đến độ dài. Mà bây giờ chỉ ra nằm giữa thì con sẽ xác định cho cô này. Cái điểm O này con nhìn thấy vào hình là con thấy là nó nằm giữa M và N. Thì xác định cho cô xem là cái tia OM và cái tia ON này nó là hai tia ở vị trí gì? Đối nhau hay là trùng nhau? Tia đối nhau. Đúng rồi, hai tia đối nhau. Thế nếu là hai tia đối nhau thì buổi trước cô đã hướng dẫn trình bày chứng minh điểm nằm giữa khi có hai tia đối nhau. Nào, cô trình bày lại nhá. Bạn nào quên thì ghi lại này. Trả lời đúng. Nhưng mà chưa chứng minh được thì cũng không được điểm đâu nhá. Thứ nhất là cô có đề bài này chưa cho hai tia đối nhau đúng không? Thế mình sẽ lập luận. Thứ nhất là vì cái điểm O này là thuộc vào đường thẳng AB. Đấy, điểm O mà thuộc vào đường thẳng AB thì nó xuất hiện hai tia đối nhau. Đó là tia nào ở Huệ Anh? O thuộc AB nhá. Ờ, thì là hai tia đối nhau là hai tia nào? Hai tia đối nhau là hai tia đối là hai tia nó phải thứ nhất là phải chung cái gốc O ở đây đã. Nhìn về hai phía đó là tia OA và tia OB nhá. Chỗ này mình chưa nhắc gì MN cả, mới chỉ có O thuộc AB thôi. Thế sẽ có là OA và OB là hai tia đối nhau. À đây để cô viết xuống dưới. Là hai tia đối nhau. Đấy, có hai tia đối nhau rồi. Tiếp theo mình mới xác định đến vị trí của điểm M. Cái điểm M này thì thuộc vào cái tia OA. M thuộc tia OA. Còn điểm N là thuộc vào tia OB. Nếu mà tia OA và tia OB này là hai tia đối nhau nên suy ra được điểm O nằm giữa M và N. Đấy, đây là cách trình bày nhá. Chỉ ra hai tia đối nhau này, sau đó rồi hai điểm đấy lại thuộc vào hai tia đối nhau đấy, nên điểm O chính là cái gốc chung ấy, sẽ là cái điểm nằm giữa hai điểm M và N. Xong ý A rồi, tiếp theo ý B này. Ý B là tính độ dài của đoạn thẳng MN. Bây giờ mới bắt đầu đến tính độ dài. Tính độ dài thì mới bắt đầu sử dụng đến 3 cm. Nào Nam Anh đọc cho cô. Tính độ dài của MN con tính như thế nào?
Trên hình biểu diễn hết rồi đây. Con lấy 3 cộng 3 đúng rồi, nhưng mà trước khi lấy 3 cộng 3 thì mình phải có công thức cộng đoạn thẳng trước. Con cộng như thế nào? Con lấy cái đoạn nào cộng với cái đoạn nào thành đoạn MN? À, M cộng. Đoạn nào cộng đoạn nào? Đây đoạn MN đây, nhìn mình đây, MN đây. Thì có phải lấy hai cái đoạn này cộng với nhau thì mới thành MN đúng không? Thế đọc cho cô đoạn nào và đoạn nào. Đọc tên đoạn thẳng đã rồi mình sẽ thay số đo sau. Ừ, M gì? Tên đoạn thẳng thì mình phải đọc hai điểm. Rồi, MO đo, hoặc là OM vẫn được. Tại vì là đoạn thẳng hai đầu mút cộng ON bằng MN. Đúng rồi, bằng MN. Nhưng mà để có được cái công thức cộng đoạn thẳng này mình phải có điểm nằm giữa. Vì vậy là mình cần nhắc lại cái ở trên này. Nhắc lại xuống dưới thôi nhá. Cô nhắc lại này vì O nằm giữa M và N. Đấy, nên suy ra được điều này. Có điểm nằm giữa thì sẽ suy ra được công thức cộng đoạn thẳng. Rồi đến đây mới thay số nhá. Thay số thì có OM là bằng 3cm này, cộng với ON là cũng bằng 3cm và bằng, cô viết bằng MN trước này. Từ đây suy ra được MN bằng 6cm, đúng rồi. Thế là tính xong MN nhá. Đến ý thứ hai là gì? Chứng tỏ cái điểm O đấy là trung điểm của đoạn MN. Để chỉ ra trung điểm của đoạn thẳng là cô đã hướng dẫn hai cách trình bày rồi. Thì ở bài này là có sẵn hết số đo. Có sẵn hết số đo rồi thì làm như thế nào đây? Nam Anh còn nhớ không? Khi mà đã có sẵn hết số đo rồi thì mình chỉ cần chỉ được ra là độ dài của OM này bằng với ON và bằng với MN trên 2. Giải thích thêm vào đây là vì là cùng bằng 3cm. Đấy. Khi mà mình có O là trung điểm của MN, mình suy được điều này. Thì có được điều này cũng suy được ra cái điểm O là trung điểm. Kết luận, suy ra được O là trung điểm của MN. Nhớ cách chứng minh nhé. IC. IC là vẽ tia OZ. Sao cho góc AOZ bằng 90 độ. 90 độ thì các bạn có thể sử dụng thước đo góc này, sử dụng EK. Hoặc ở đây cô dùng thước thẳng luôn này, dựng vuông góc. Đấy, các bạn có thể sử dụng thước đo góc cũng được. Vuông góc ở đây là tia OZ này, ký hiệu vuông góc. Đề bài yêu cầu là kể tên các góc đỉnh O có trong hình vẽ. Cô mời Phong nào. Ký C. Kể tên các góc. Bây giờ con nhìn vào trên cái hình này của cô, nhìn vào hình của cô nhá, để kể tên. Có những góc nào? Ừ. Đúng rồi. Nhớ cách viết này. AOB. AOB đúng rồi. Cuối cùng là AON hay là AOB thì nó đều là cái góc bẹt này. Nó chỉ là cái tên gọi khác nhau thôi. Giống như tên của con và tên ở nhà cũng chỉ đều chỉ một mình con thôi. Nên là mình chỉ liệt kê một lần. Ừ. Còn góc đúng rồi, chính xác, BOZ. Đâu NOZ đâu. NOZ với BOZ có phải là một góc không? Có là một góc thì mình chỉ liệt kê một lần thôi. À, vậy thì ở trên hình vẽ này là có tổng cộng là 3 góc. Thế trong 3 góc này con chỉ ra cho cô đâu là góc bẹt? AOB. Đúng rồi, AOB là góc bẹt. Thế AOZ là góc gì? Góc vuông. Góc vuông có số đo bằng? Góc bẹt có số đo bằng? Đúng rồi, chính xác. Ý D. Ý D là tính tỷ số. Tỷ số tức là mình làm thực hiện phép tính gì ở châu Anh? Chia. Đúng rồi, phép tính chia. Tỷ số số đo của góc AOZ này viết ở trên. Chia thì các bạn có thể viết phép chia cũng được, hoặc là viết dưới dạng phân số như mình đã học AOB. Đấy, thế Châu Anh đọc tiếp cho cô tưởng bao nhiêu mẫu bao nhiêu. AOZ thì bằng 90 chia cho 80 độ. Rồi, 90 độ chia cho 180 độ. Hay là tỷ số bằng 1/2 độ. 1/2. Không còn độ nữa, hết rồi. Tỷ số 1/2. Tỷ số bằng 1/2 nhá. Các bạn nhớ là tỷ số là mình thực hiện phép tính chia. Hôm nay mình sẽ học nội dung về phân số của lớp 6. Thì phân số ở trong chương trình lớp 5 mình đã được học rồi. Và lên lớp 6 thì mình sẽ mở rộng ra đối với tập hợp số nguyên.
Phần lý thuyết trước nha. Một. Một là mở rộng phân số. Cô có phép tính chia như sau. Các bạn cùng quan sát nha. Cô có phép tính chia là lấy 2 mà chia cho 5. Thì kết quả phép tính chia này bằng bao nhiêu? Nguyễn Bảo Nam. 2/5. Và bằng 2/5 đúng không? Cái này mình được học rồi nhá. Là được 2/5 này. 2/5 này chính là kết quả của phép chia 2 chia 5. Được không? Bây giờ cô có phép chia tiếp theo là âm 2 mà chia cho 5. Bảo Nam trả lời tiếp rồi, Bảo Nam ơi. Thì theo cô là kết quả phép chia này sẽ bằng bao nhiêu? 2/5. À, âm 2/5 đúng rồi. Bạn biết được ở đây là âm 2/5. Thì như ở chương trình cũ là chương trình trước là mình đã học rồi. Là phân số này, là cả tử cả mẫu này là thuộc tập hợp số nào? Số nguyên. Số nào? Số tự nhiên. Số tự nhiên đúng rồi, tại vì trong chương trình lớp 5 là mình mới học đến số tự nhiên thôi. Đấy là cả tử và mẫu là thuộc vào tập hợp số tự nhiên. Còn ở đây, lên lớp 6 mở rộng thêm là nó xuất hiện thêm cả số âm nữa. Như vậy là tử số và mẫu số của cái phân số trừ 2/5 này nó đều là thuộc vào tập hợp số nguyên. Như vậy thì mình sẽ có cái khái niệm về phân số. Nào, với tổng quát là với AB này thuộc vào tập hợp số nguyên Z. Điều kiện của mẫu là gì? Các bạn nào nhớ được? Đúng rồi, mẫu khác không. B khác không thì ta gọi A phần B là phân số. Với A là tử số, gọi tắt là tử, và B là mẫu số. Gọi tắt là mẫu. Thì đây chính là điều kiện để xác định phân số các bạn nhé. Điều kiện để xác định phân số là cả tử và mẫu đều phải thuộc tập hợp số nguyên, còn mẫu khác không. Thế phải nhớ xem là tập hợp số nguyên gồm những số nào Thùy Ngân? Tập hợp số nguyên là gồm các số nào là tập hợp số nguyên này? Số nguyên âm và số nguyên dương. À, số nguyên, đúng rồi nhá. Thế nhớ nhá, phải không quên số 0. Đây. Cô sẽ viết lại ở đây nếu mà bạn nào bị quên mất cái tập hợp số nguyên Z gồm những số nào. Tập hợp số nguyên Z này thứ nhất là gồm số nguyên dương. Số nguyên dương là bắt đầu từ 1, 2, 3 nhé, chấm chấm. Tiếp theo là số 0. Và cuối cùng là số nguyên âm. Số nguyên âm thì sẽ là chấm 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 này, trừ 3, trừ 2, trừ 1. Đấy. Bạn nào quên thì ghi lại nhé. Một bạn lấy cho cô 3 ví dụ về phân số nào. Ví dụ. Cô mời Thúy Tiên à. Thúy Tiên đâu rồi con? Cô mời Ngọc Hà nào. Ngọc Hà lấy cho cô 3 ví dụ về phân số nhá. Cô có phân số 1/2. Phân số 1/2 đúng rồi. Phân số tiếp theo lấy số nguyên âm nào. Âm 3/7. Âm 3/7 đúng rồi. Bây giờ cho số âm xuống mẫu nào. 4/5 đúng rồi. Đấy. Đây là bạn ấy lấy 3 ví dụ về phân số. Cô nghĩ là không thuộc tập Z thì cô nhỉ? Con, đây tập hợp số nguyên á. Tưởng không là không thuộc Z. Số 0 này có thuộc tập hợp số nguyên nhá. Số 0, trong tập hợp số nguyên là có số 0, có số nguyên dương và có số nguyên âm. Đấy, các bạn lưu ý vào không nhầm. Cô cho cô bài, cô có bài tập như sau.
À, cô có bài tập này các bạn cùng quan sát nhé, trả lời cho cô này. Đầu tiên là xác định cho cô đâu là phân số. Xác định phân số. Ý à, cô cho số là như sau. 1 trên trừ 5 này. Ý B là có 0 trên 100 là 1. Ý C là có 7 phần 0. Ý D âm 2 phần âm 3. Ý E nữa đi, là bằng trừ 2,5 trên 4. Thôi đến vì E này thôi. Là mình trả lời luôn cho cô. Con xem vào đây, các ý A, B, C, D, E cô cho này thì con xác định cho cô đâu là phân số. Ý A là số, là phân số. Ý A là phân số. Thế từ bình tĩnh nhá, ý A là phân số thì con xác định cho cô đâu là tử và mẫu nào. Tử số là bao nhiêu? Tử là 1, mẫu là âm 5. Đúng rồi, chính xác. Tiếp theo đến ý B. B không phải là phân số. Bạn bảo B không phải là phân số, được rồi, cái này để lại. Sang đến ý C. IC vẫn không phải là phân số. IC không là phân số vì sao? Tại vì có số 1. Và trong các ở đây thì không có đều có số 0 ạ. Theo định nghĩa nha, nhưng con đọc đúng là theo định nghĩa là chỉ cần B khác 0 thôi. B tức là dưới mẫu, mà đây mẫu của mình bằng 0 rồi thì IC này không phải là phân số. Tiếp theo ý D. Ý D là phân số ạ. Ý D là phân số với tử số là bao nhiêu? D này hay còn gọi là điều gọi là hạt phân tử. Cái gì? Cô chưa nghe rõ, đọc cho cô tử số và mẫu số nào. Tử số là âm 2 và mẫu số là âm 3. Đúng rồi, đến ý cuối cùng. Tử số là 2 và mẫu số là 3. Ok, cái phân số này chính xác nhìn vào đây thì là tử là âm 2 và mẫu là âm 3 thôi nhá. Ý cuối cùng. Không phải là phân số. Không phải là phân số, vì sao? Vì có dấu phẩy. Dấu phẩy. Số không có dấu phẩy cũng đã được học rồi nhá. Đây là số thập phân. Là cái số âm 2,5 này không thuộc vào tập hợp Z. Vì vậy nó không phải là phân số. Nhờ? Ý D có là phân số. Thì ở đây cô kiểm tra xem. Ý B này có phải là phân số không? Cô mời Huy Hoàng nào. Dạ, thưa cô, là IB có phải là phân số? Ờ, có phải là phân số. Thì ban nãy bạn Nguyên mình bạn giải thích là cứ phân số là không được có số 0. Thì cái đấy đúng hay sai? Dạ, sai. Sai, đúng không? Phân số là chỉ yêu cầu là mẫu số khác 0 thôi. Đúng rồi, chỉ cần mẫu số khác 0 thôi. Còn tử bằng 0 vẫn là phân số các bạn nhé. Chỉ cần mẫu khác 0 thôi, IB này có là phân số. Với tử số là 0 và mẫu số là 101. Các bạn lưu ý trường hợp này không nhầm. Còn ở ý C này thì không phải là phân số vì mẫu bằng 0. Nha. Còn ý E không phải là phân số là do cái tử này không thuộc vào tập hợp số nguyên Z. Các bạn cùng suy nghĩ cho cô xem là số nguyên thì có thể viết dưới dạng phân số được hay không? Được ạ. Số nguyên thì có viết được dưới dạng phân số được hay không? Cô mời Ngân nào. Thùy Ngân. Con có, con lấy cho cô ví dụ nhá. Rồi, ví dụ 7 thì bạn ấy viết thành 7 phần 1 đúng rồi. Thế còn nếu mà cô có số âm 5 thì sao? Ờ, âm 5 phần 1. Thế nếu mà không muốn phần 1 thì nó là phần bao nhiêu? Phần 2, phần 3 con viết được không? Phần 2 đi xem nào, thì tử sẽ là bao nhiêu? Thì tử sẽ gấp đôi lên là âm 5 nhân với 2. Là? Âm 10. À, âm 10 đúng rồi. Âm 10 chia 2 là bằng âm 5 mà. Được chưa? Tại vì cái viết phép phân số thì nó chính là phép chia. Tiếp số 0 nào, 0 thì viết thành 0 phần 1 đúng rồi, có vẻ bạn thích số 1 đúng không? Tất cả là thích số 1 hết. 0 phần 999 vào đây cũng được này. Nó cũng ra kết quả là bằng 0. Thì ở đây cô đã lấy 3 ví dụ về số nguyên dương, số nguyên âm và số 0 đều có thể viết dưới dạng phân số. Vậy thì mình sẽ có nhận xét như sau. Đó là số nguyên, mọi số nguyên nhé,
đều viết được dưới dạng phân số. Đều viết được dưới dạng phân số. Tổng quát cô cho như sau. Ví dụ là cô có số n là số nguyên thuộc vào tập hợp Z này. Thì như vậy số n này có thể viết được dưới dạng là n bằng cái số mình có thể viết thành n nhân b chia b, hoặc là có thể viết luôn thành n phần 1 cũng được. Với điều kiện của b là gì nhỉ? B khác không. B khác không, đúng rồi, b cũng khác không nhá. Tại vì là b nó ở dưới mẫu mà, b khác không. Và để thỏa mãn đây là phân số thì cô sẽ thêm vào đây nữa là b cũng thuộc z luôn. B thuộc z. B cũng là số nguyên luôn. Và B có điều kiện khác không? Tại vì nó xuất hiện ở dưới mẫu. Có, các bạn ghi ví dụ vào. 2. 2. Đó là về hai phân số bằng nhau. Hai phân số bằng nhau. Hai phân số bằng nhau là hai phân số có giá trị bằng nhau. Ví dụ, bây giờ cô cho hai phân số bằng nhau như sau nhé. Ví dụ trước này. Ví dụ cô có phân số là 2 phần 3 đi. Giá trị là 2 phần 3 nhé. Thì phân số này sẽ bằng với phân số 6 phần 9. 2 phân số này bằng nhau. Vậy thì làm sao mà mình biết được hai cái phân số này bằng nhau? À, nhân chéo. Đấy là sử dụng đến cái tính chất đây rồi đúng không? Là trước là các bạn đã được học rồi, còn ở đây cô khi mà nói về hai phân số bằng nhau thì người ta sẽ suy nghĩ đến việc nhân chéo, đúng rồi. Nhân chéo như sau. Là nhân chéo là các bạn lấy 2 nhân với 9 này. Hai số ở vị trí chéo nhau nhá, là cô có 2 nhân 9 này. Rồi tiếp là hai số ở vị trí chéo nhau nữa sẽ là 3 nhân 6. Hai kết quả nó có bằng nhau không? Có. Vì cùng bằng vì cùng bằng 18 đúng rồi. Được chưa? Vậy thì tổng quát lên như sau. Là nếu mà có A phần B này bằng với C phần D, hai phân số này bằng nhau, thì cô dùng cái dấu mũi tên này nhé. Tức là từ cái điều này suy ra được là nhân chéo bằng nhau. A nhân D bằng B nhân C. Đấy nhá, nhân chéo các bạn nhớ thấy phân số bằng nhau là mình có thể suy nghĩ đến nhân chéo để kiểm tra xem có bằng nhau hay không. Nếu mà trong trường hợp mà chỗ này nó không bằng nhau, chỗ này không bằng thì tức là nó là khác nhau nhá. Thì mình sẽ kết luận là hai phân số này không bằng nhau. Được chưa? Đây là bằng nhau này. Và chiều ngược lại cũng đúng. Chiều ngược lại này, thì cô viết cái mũi tên ngược lại như này nhá. Tức là nếu mà mình có cái tích A nhân D bằng B nhân C thì mình có thể suy được ra hai phân số này bằng nhau. Thì phần này các bạn sẽ học kỹ hơn vào chương trình lớp 7. Còn bây giờ mình theo cái chiều xuôi thôi. Là kiểm tra hai phân số bằng nhau bằng cách là kiểm tra hai cái tích chéo ấy, có bằng nhau hay không. Cô cho viết thêm điều kiện này. Điều kiện ở đây là A, B, C, D đều phải thuộc tập hợp số nguyên thì nó mới là phân số. Và thêm điều kiện mẫu khác không, B, D khác không. Nhớ là liên quan đến phân số là các bạn cần có điều kiện mới nhé. Số 1, số 3. Đó là tính chất. Tính chất cơ bản của phân số. Tính chất cơ bản của phân số. Thôi nào. Tính chất cơ bản của phân số. Tính chất đầu tiên đó là mình nhân được cả tử và mẫu với cùng một số khác không. Cô viết tổng quát luôn này. Tính chất đầu tiên, số 1. Cô có phân số là A phần B này. Thực hiện nhân cả tử và mẫu, tức là nhân A với một số M, thì B mình cũng nhân với một số M. Đấy. Nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì mình sẽ được cái phân số mới bằng với phân số ban đầu. Và cái tính chất này sẽ dùng ở trong quy đồng ấy, thì mình sẽ học sau nhé. Rồi, M khác không. M khác không mà vẫn có điều kiện là A, B, M thuộc Z các bạn nhé. Tính chất thứ hai.
có nhân rồi thì bây giờ cô chia. Thực hiện chia cả tử và mẫu cho cùng một số. Nhưng mà số này là cần phải có điều kiện. A chia cho N trên B chia cho N. Đấy, muốn cái phép tính đằng sau này nó cũng là phân số, thì tức là trên tử này và mẫu đều phải là số nguyên. Số nguyên tức là A chia cho N và B cũng phải chia cho N. Thế A chia cho N, B chia cho N thì N là gì? Ước chung của A và B. Đúng rồi, N thuộc ước chung của A và B. N thuộc ước chung của A và B. Thì trong ước chung là không có số 0 rồi đúng không? Nên là mình không cần phải điều kiện N khác không nữa. Tại vì trong tập hợp ước chung là không có số 0. Hãy cô viết thêm điều kiện này với A, B, MN thuộc Z. Vẫn là B khác không nhé, để tồn tại phân số. Đấy, các bạn lưu ý ở đây, thứ nhất là cái quy tắc về hai phân số bằng nhau dùng để kiểm tra hai phân số có bằng nhau hay không, và có thể sử dụng trong bài toán tìm x. Còn tiếp theo là đến tính chất của phân số. Tính chất đầu tiên là nhân cả tử và mẫu với một số khác không. Và tính chất thứ hai là chia cả tử và mẫu với một số là gì? Là ước chung của tử và mẫu nha. Còn nhớ cách xác định ước chung hay không này? Cái chỗ này là cô viết tích chéo nhá, là nhân chéo 29 ấy, chứ không phải là cô gạch dấu bằng gì đâu các bạn nhá. Nên đừng hiểu nhầm. Với thứ hai nữa là một bạn thắc mắc hỏi cô là vì sao chỗ này mình lại nhân B xong chia B ở đây đi, thì nó chính là một cái trường hợp của cái tính chất này. Cái tính chất này là mình đang, đây các bạn cùng quan sát nhé. N thì mình luôn viết được dưới dạng là bằng N phần 1, đúng chưa? N phần 1, sau đó cô thực hiện là nhân cả tử và mẫu với B. Có hiểu không? Ừ, bạn nào học rồi thì bây giờ lắng nghe lại. Đây, bạn đang chưa hiểu đây nên cô sẽ giải thích thêm ở cái phần này nhé. Một cái số N thuộc vào tập hợp số nguyên thì nó luôn viết được dưới dạng là N bằng N phần 1. Đến đây con hiểu không? Đúng chưa? Thế theo đúng cái tính chất này, có phải là mình sẽ nhân được cả tử và mẫu với cùng một số khác không? Đúng không nào? Thì cái giá trị phân số đấy không thay đổi. Thế bằng này, bây giờ cô nhân cả tử và mẫu với B, thì cô phải trên tử là N nhân B, dưới mẫu sẽ là 1 nhân B. Được chưa? Thế này sẽ bằng là N nhân B chia cho B. Tại vì là 1 nhân B là bằng B. Mà thằng B này nó là mẫu số nên nó luôn khác không rồi, thế là nó thỏa mãn tính chất. N nhân B sẽ bất kỳ số nào. Okay. Đúng rồi, ở đây nói là bất kỳ số nào đấy. B sẽ chia cho bất kỳ số nào. Sao B chia cho bất kỳ số nào? Cô vẫn chưa hiểu câu hỏi của con. Ý là bên B ở dưới. Cái bên trên mình nhân B thì bên dưới mình cũng phải nhân B. Đây ví dụ nha, cô lấy một số là số 15 đi. Được không? Số 15 thì sẽ bằng là, có phải là bằng 15 phần 1, cái này dễ hiểu đúng không? Vì 15 chia 1 bằng 15. Thế bây giờ con muốn nhân tử với bao nhiêu nào? Không, nhân với 2 chẳng hạn nhá, 15 nhân 2 thì có phải là dưới mẫu con cũng phải đem nhân nó với 2 là bằng 1 nhân 2. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì phân số mới sẽ là bằng 30/2 và nó vẫn có giá trị bằng với phân số ban đầu, vẫn là bằng 15. Đề bài cho các cặp phân số và hỏi xem là các cặp phân số này có bằng nhau hay không. Thế để kiểm tra xem có bằng nhau hay không, phương pháp nhá, cô viết phương pháp là trước này. Phương pháp làm bài. Ai, các bạn cùng quan sát cô viết phương pháp này. Phương pháp làm bài là mình sẽ sử dụng quy tắc. Quy tắc hai phân số bằng nhau ấy, nó chính là phân số A phần B này bằng với phân số C phần D. Thì đấy, thì sẽ chỉ ra được là A nhân D bằng B nhân C. Tức là nhân chéo, tích chéo bằng nhau. Thế cái bài này là mình sẽ làm theo là kiểm tra xem là cái tích chéo này có bằng nhau hay không, để kết luận là hai phân số ấy có bằng nhau hay không. Thế là mình sẽ đi kiểm tra cái này nhá. Đi kiểm tra xem là có bằng nhau hay không. Nếu hai cái tích này bằng nhau thì kết luận được hai phân số ban đầu là bằng nhau. Là mình sẽ sử dụng đến cái tính chất này. Ý A nào? Ý A là bằng nhau ạ. Nào, ý A Quang Minh đọc cho cô nhá. Bước đầu tiên viết lại đã. Trừ 1 phần 2 này và trừ 9 phần 18. Rồi. Ta có âm 1 nhân 18. Đúng rồi, tích chéo này. Nhân chéo âm 1 nhân 18. Và 2 nhân âm 9. 2 nhân với âm 9. Nhớ cái ngoặc vào. Rồi kiểm tra giá trị nào. Là
là đều là bằng bằng bao nhiêu? Âm 18. Đúng rồi, bằng nhau vì cùng bằng âm 18. Thế là có bằng nhau. Rồi. Cùng bằng kết quả là âm 18, tức là thỏa mãn được cái tích ở trên này đúng không? Hai tích này bằng nhau. Vậy kết luận vậy là trừ 1/2 bằng với trừ 9/18. Cách 1 nhá. Cách 2. Cách 2 là các bạn sử dụng Google cái tính chất mà giao mà nhân cả tử và mẫu hoặc là chia cả tử và mẫu với cùng một số ấy. Đây, vào cái bài này. Đúng rồi. Cô mời Hà Lam nào. Rồi, thế Hà Lam đọc cho cô nhá. Đây, cô gợi ý ở bài này. Hai cái phân số là trừ 1/2 và trừ 9/18 này. Vậy thì con theo dõi nhé, xem là mình sẽ nhân cả tử và mẫu của cái phân số trừ 1/12 này với số nào để được cái phân số ở bên đây. Ừ, con nhân với bao nhiêu? Nhân với bao nhiêu? Bây giờ con phân số ban đầu đang là âm. Đúng rồi, nhân với 9. Thế là tử mà nhân với 9 là dưới mẫu cũng phải nhân với 9, 2 nhân với 9 luôn. Thế 2 nhân 9 thì lại đúng là bằng 18. Thế là bằng nhau. Thế kết luận vậy bằng nhau sao? Vậy hai phân số bằng nhau. Thực hiện nhân cả tử và mẫu với 9, đúng rồi. Đấy, bạn nào không trình bày theo cách thứ nhất này có thể trình bày theo cách thứ hai là sử dụng nhân cả tử và mẫu với cùng một số. Nhưng mà đây chỉ đúng với bài nào mà hai cái phân số đấy là nó đã bằng nhau rồi thì mình dùng cái này thôi nhá. Còn không bằng nhau thì mình sẽ sử dụng cách trên. Ví dụ như ý B là có bằng nhau hay không? Không. Không bằng nhau à? Phong làm cho cô ý B nào. Phong đọc cho cô ý B. Ừ. Con nhìn hai phân số bằng 2/3 và 4/6. Đi kiểm tra cho cô. Nhân chéo trước. 2 nhân 6. Đúng rồi. Đây, nhân chéo này, 2 nhân 6. Tiếp theo là kiểm tra đến tích thứ hai là 4 nhân 3. Mình lấy chiều xuôi là 3 nhân 4 này. Bằng nhau đúng không? Vì cùng bằng 12. Đấy, cùng bằng 12 nên kết luận luôn là vậy. Phân số 2/3 bằng với phân số 4/6. Con hiểu không? Ý C. Thanh Vân rồi. Phần C. Ừ. Phần C à? Đúng rồi, phần C. Phần C là 3/7 này và 24/8. Trình bày được cách số 1 con nhé. Ta có. Các bạn khác trình bày vào vở nhé. Bạn nào có thắc mắc gì thì chat luôn cho cô. Cô giấm không bằng thì như thế nào? Giấm bằng xong rồi cạnh. Ờ, cạnh chéo. Đấy là khác. Chéo là khác à? Thì không bằng là khác đấy. À, khác. Xong chưa Vân? Rồi, thế đọc cho cô là ta có, con sử dụng nhân chéo nhá. Thế tích ở đây sẽ là gì? 3 x 8. Đúng rồi, 3 x 8 này và 7 x 24. Con tính ra nhá, 3 x 8 là bằng 24. Đúng rồi. Và 7 x 24 là bằng 168. Thế thì có phải là hai cái kết quả này của mình nó không bằng nhau đúng không? Không bằng thì các bạn sẽ ký hiệu như sau. Cô viết lại nhé. 3 x 8 khác 7 x 24. Nó chính là cây dấu bằng xong rồi mình gạch chéo ấy. Gạch chéo theo chiều từ phải sang trái như thế này. Thế là hai cái tích này không bằng nhau. Vậy là kết luận là hai phân số này cũng không bằng nhau. 3/7 không bằng với 24/8. Ý D. Ý D của mời Minh Hoàng nào.
Ý D là 8 phần 2 và 4. Theo con là có bằng nhau không? Con đưa cô, theo con là bằng ạ. À, có bằng nhau. Vậy hướng thứ nhất là mình cứ đưa đúng về cái dạng sử dụng tích chéo đi. Thì cái số 4 này, con đưa về dạng phân số sẽ là bao nhiêu? 8 phần 2. À, đưa luôn về 8 phần 2 đi, bằng luôn cái số này rồi. Rồi, cái số 4 này thì nó đúng là bằng 8 phần 2 luôn. Tại vì 8 phần 2 nó chính là phép tính chia 8 chia 2. Mà 8 chia 2 bằng 4 đấy. Thì mình có thể viết là vì 8 chia 2 bằng 4 cũng được. Nên từ đây suy ra được là 8 phần 2 bằng 4. Đây là mình thực hiện phép tính chia. Hoặc là bạn nào có thể trình bày dưới dạng phân số thì cái này nó cũng là 8 phần 2 này và 4 phần 1. Sau đó sử dụng kiểm tra cái nhân chéo này cũng được. 8 x 1 thì bằng 2 x 4. Cái này cũng được nhá, vì cùng kết quả là bằng 8. Nên kết luận được là hai cái số này là bằng nhau. Cô mời Hoàng Minh à. Ừ, Hoàng Minh làm cho cô ô đầu tiên luôn nhá. Con nói cho cô cách điền vào cái ô này. Con làm thế nào? Cô, như là mình áp dụng tính chất cơ bản con số, đã áp dụng tính chất số 1 thì... Rồi, số 1 là phép tính nhân. Ừ, con nhân với bao nhiêu? 19 chia 3 bằng 3 mình lấy 1 nhân 3. Đúng rồi đấy, bạn xác định được ở đây là cái số 9 này là gấp 3 lần số 3. Thế bạn nhân 3 ở đây. Thế mẫu mà nhân thêm 3 thì tử số cũng phải nhân thêm 3. Thế là kết quả là trên tử ô vuông con điền số 3. Đúng rồi. Đấy, thế tương tự như vậy đến ý thứ hai. Ý thứ hai thì 24 gấp 4 này bao nhiêu lần? À, chia, đúng rồi. Bạn xác định được ở đây là lấy 24 chia 4 là bằng 6. Hay chính là 24 chia 6 bằng 4 ấy, là đem chia cho 6. Thế cái số trên này thì sao? Lấy 3 nhân 6 bằng 18. Đúng rồi. Nhân 6. 3 x 6 là bằng 18. Thế ô vuông này điền số 18. Đúng. Đến ô cuối nào. Cái ô cuối cùng này thì mình thấy là dưới mẫu là 6 với 4 thì nó không chia được hết cho nhau này. Thì con xử lý như thế nào? Nhân chéo. Nhân chéo. Đến đây bạn thực hiện nhân chéo nhá. Nhân chéo tức là cái ô vuông này. Đây cô viết cái lên đây nhá. Cái ô vuông này này. Nhân với 4 là bằng... Bằng bao nhiêu hả Nam? À đâu, cô đang gọi Hoàng Minh mà đúng không? Hoàng Minh. Ừ. Là bằng 6 nhân với 32 đúng không? Rồi cuối cùng con điền ô vuông này bằng bao nhiêu? 6 nhân 32 là 192. 192 chia 4 bằng 48 à? Ừ. Là đây là bạn đang sử dụng cái này là sử dụng nhân chéo nhá. Nhân chéo khi mà bạn nhận thấy được là cái số 6 này không chia hết được cho 4. Nhưng mà ở đây vẫn còn một cách nữa là mình quan sát vào cái phân số 32 phần 4 này là phân số này mình có thể... 48 ạ. Rút gọn. Có nghĩa là thu nó nhỏ, cho nó số nó nhỏ lại đấy. Thực hiện cái phép tính là chia cả tử và mẫu cho ước chung. Thế ước chung của 32 và 4 là bao nhiêu? 4. Chia 4 luôn nhá. Nếu mà chia cho 4 thì ở đây kết quả nó sẽ là bằng 8 phần 1 luôn. Đấy, 8 phần 1 rồi sau đó mình xử lý cái số 6 này với số 1 này. 6 thì gấp 6 lần 1, tức là chỗ này nhân 6. Thế thì ở trên này mình phải làm gì? Nhân 16 ạ. Ờ, đâu là chia 6 chứ. Chia 6. Vậy thì từ 8 sang bên đây thì sẽ là nhân 6. 6 x 8 cũng bằng 48. Đấy, vẫn ra kết quả như vậy nhá. Ý B. Ý B cô mời Minh Tân à? Minh Tân điền cho cô ô đầu tiên nhé. Ờ, ô đầu tiên con thực hiện là thực hiện như nào đây? Nhân hay chia cho bao nhiêu? Nhân với bao nhiêu cơ? Nhân cho 7. Đúng rồi, nhân 7. Vì thấy là trên tử là 2 với 14 này. 2 x 7 là bằng 14. Thế là đây lấy 3 x 7 là bằng 21. Được ô đầu tiên. Ô tiếp theo nào. Ô tiếp theo này thì Minh Tân xử lý như thế nào? Nhân chéo. À rồi, lại nhân chéo. Nếu mà nhân chéo thì cái ô vuông này con tính bằng cách nào? Ô vuông này nhá, bằng
35. 5 này nhân 35 này và em chia cho 7. Đây chính là cái cách ở bên này nè. Nhân chéo là lấy 5 nhân 35 rồi chia cho 7. Kết quả con nó bằng bao nhiêu? Con 25. Ở đây mình có thể sử dụng cái cách rút gọn nhanh. Ví dụ như là 35 này, 35 mà chia được cho 7 thì dưới này còn 1, trên này còn 5 này. Đấy, làm tiểu học là hay gạch gạch như vậy. Thế 5 x 5 là bằng 25. Được, ngoài ra vẫn còn một cách nữa. Đó là 7 phần 35 này. Mình thấy là cái phân số này có thể chia được cả tử và mẫu cho cho 7 đúng không? Vậy là phân số này còn là 1 phần 5. 7 phần 35 thì bằng 1 phần 5. Sau đó quan sát là 5 thì gấp 5 lần 1. Vậy thì cái ô vuông này cũng phải gấp 5 lần cái số 5 ở đây. Nên nó cũng bằng 25. Đấy, có hai cách để điền nhé. Ô vuông cuối cùng. Ừ. Trên tử là 36,6 này. Thì ở đây sẽ là bao nhiêu? Đúng rồi, 11 x 6. Đấy, do là 6 x 6 là bằng 36. Thế 11 x 6 là bằng 66. Cô mời Ngô Khang nào. Ngô Khang làm cho cô Ia nhé. Đây, Ia là vị trí của X. Ừ, là trên tử. Con nhìn chéo. Đúng rồi, nhìn chéo chính xác. Con đọc cho cô nhé. Đầu tiên là nhân chéo. Âm 5 nhân 8 là bằng. Ừ, bằng. Âm 10. Cái số rồi. À rồi, tức là con nhân ra kết quả luôn à. Vậy bài này cô hướng dẫn trình bày luôn nhé. Là mình vẫn sử dụng nhân chéo. Vì là cái đối với bài toán tìm x ấy, là mình sẽ để x ở phía bên tay trái. Nên là cô sẽ để bên đây là viết x này. Lấy x nhân với 10, viết vào đây. X nhân 10 bằng với nhân chéo âm 5 nhân 8. Đấy, trình bày như vậy. Sau đó bây giờ nó quay trở về bài tìm x cơ bản bình thường. X nhân 10 là bằng bao nhiêu nào? À, ô quên mất dấu rồi. Âm 40. Vậy x bằng x bằng âm 40 chia 10. Rồi, âm 40 chia 10. Thế là x bằng x bằng âm 4 đúng rồi. X bằng âm 4 nhá. Các bạn chịu khó kết luận vậy, x bằng âm 4. Ý B cô mời Hoàng Hải nào. Ừ, ý B. Ý B là đề bài yêu cầu là tìm Y nhá. Vị trí của Y là đang ở dưới mẫu. Trình bày tương tự như ý A, đọc cho cô nào. Dạ, Y nhân 7 bằng. Ừ. Các bạn nhớ đây là dấu suy ra nhá. Suy ra Y nhân 7, đúng rồi. Bằng 28 nhân 3 hoặc là 3 nhân 28 cũng được. Tiếp theo, Y nhân 7 bằng Y nhân 7 bằng 84. Thế Y sẽ bằng? Y bằng 84 phần 7. Rồi, 84, cô viết chia 7 nhá. Con xem có chia được không? À, nếu mà không chia hết thì mình sẽ để kết quả là phân số. Y bằng 12. Rồi, 12. Okay. Vậy Y bằng 12. Phong hiểu cái này không con? Phong chưa hiểu à? Con đang bị chưa hiểu ở đâu? Đấy. Nào, lưu ý đây cô hướng dẫn lại ý A này. Thực hiện nhân chéo nhá. Nhân chéo là x nhân 10 thì bằng với gì? Em nhìn vào đây chứ nghĩ ở đâu. Ờ, x mà nhân với 10 thì bằng. Đấy, thế là dòng này. Theo rồi âm 5 nhân 8 bằng âm 40. Được chưa? X nhân 10 bằng âm 40. Thì muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Ý C cô mời Ngọc Hân nào.
Chắc là vẫn là nhân chéo rồi. Rồi. Mình thấy là cái số, cái phân số âm 24 phần 36 này là có thể rút gọn được, có thể chia cả tử và mẫu cho, ước chung là bao nhiêu? Ước chung là bao nhiêu? 6. 6 à, thế con chia đi xem được bao nhiêu? 3 2 3. Để xem con rút được tiếp không nhá. 12. À 12, nếu mà chia cho 12 thì sẽ được bao nhiêu? Chia cả tử và mẫu cho 12. 3 2 3. 2 âm 2 phần 3 nhá, đừng quên dấu. Đó. Âm 2 phần 3. Đấy, cho nó cái số nó nhỏ lại thì nó tính toán cho nó dễ. Tiếp theo, vẫn là nhân chéo, con đọc cho cô nào. X cộng 7 nhân 3. Đúng rồi, nhớ ở đây phải có ngoặc à. Nhân 3 bằng âm 2 nhân 15. Âm 2 nhân 15. Rồi, chỗ này cô giải thích nhá. Ở đây là các bạn cần phải thêm cái ngoặc này vào. Vì là ở trên tử số nó là x cộng 7 nhá. Cả x và cả số 7 nó đều trên tử số nên mình phải đóng vào ngoặc vào. Bây giờ nếu mà bạn nào quên cái ngoặc này là sai nhá. Tiếp theo. Để xử lý cái bài này nha. Âm 2 nhân 15 là bằng âm 30. Rồi, x cộng 7 nhân 3 bằng âm 30. Âm 30 chia 3. X cộng 7 bằng âm 30 chia 3. Hay là x cộng 7 bằng âm 10. Âm 10. X bằng 3. 3, 3 cộng 7 bằng âm 10. 10 trừ đi 7 là âm 17. Đúng rồi, đấy nha, đừng vội vàng. Âm 17 kết luận vậy x bằng âm 17. Đấy, ở ý C này thì cô chỉ lưu ý cho các bạn là lưu ý cái dấu ngoặc ở đây thôi nhá. Phải có ngoặc. Bài tiếp theo này cô chỉ hướng dẫn các bạn thôi xem bài này xử lý như thế nào. Ở đây là cho 1, 2, 3, 4 phân số bằng nhau. Vậy thì mình sẽ xử lý bài này như thế nào? Ừ, cô mời Quang Minh à? Lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu ạ. Tử nhân tử mẫu nhân mẫu? Để làm gì biết được? À, thế đối với cái bài này, đối với bài này thì việc đầu tiên là mình quan sát này. X là vị trí trên tử này, Y dưới mẫu này, Z lại ở trên tử số. Thì bây giờ mình sẽ quan sát là ở đây có duy nhất một cái phân số mà mình đã biết được giá trị rồi. Nhưng mà cái phân số này thì nó hơi cồng kềnh. Có rút gọn được không? Có là bằng bao nhiêu? 48 và 12 thì... 3. Có chia được cho 12 không? Có. Ừ, thế chia luôn cho 12. Thế này có phải kết quả là bằng? Âm 3. Âm 4. Ờ, âm 4 chứ. Đấy, để kết quả là âm 4 hoặc là dưới dạng phân số thì cô để là âm 4 phần 1 này. Sau đó là các bạn sẽ chia ra từng trường hợp nhá. Trường hợp đầu tiên là cái âm 4 phần 1 này là bằng x phần 7. Sau đó đi tìm x. Đấy. Tiếp theo là đến âm 4 phần 1 bằng âm 36 phần y. Sau đó là đi tìm y. Rồi tương tự đi tìm z nhá. Đối với cái dạng bài này, vì là các bạn biết làm rồi nên bài này cô sẽ không chữa cái ý này nữa. Cô chỉ gợi ý cho các bạn là thấy nó cồng kềnh thì mình đi rút gọn nó nhỏ lại. Được chưa? Rút gọn nhỏ lại. Sau đó rồi mình đi giải quyết từng cái x, y, z một. Bài tập tiếp theo vẫn là bài tìm x. Nhưng mà tìm x này các bạn nhìn vị trí của x và y nhá. X và y ở đây là đang ở vị trí chéo nhau. Thế bài này mình sẽ làm như thế nào? Cô mời Thùy Dương. Ừ, Thùy Dương làm cho cô ý A nào. Từ ý A nhá. X phần 2 mà bằng y phần 4 thì suy ra được. Con nhân chéo. Con đưa cô là x nhân y bằng 4 nhân 2 ạ. Đúng rồi, x nhân y bằng 4 nhân 2. Thế là x nhân y bằng? Bằng 8 ạ. Bằng 8 đúng rồi. Dạng bài này cũng rất là quen thuộc khi mà mình đi tìm x, y nguyên đấy. X với y là số nguyên này. Mà nhân với nhau lại bằng 8 nữa. Vậy x và y này là gì của 8? Là ước của 8 ạ. Đúng rồi, x, y thuộc ước của 8. Thế x, y thuộc ước của 8. Sau đó bây giờ mình sẽ... bài này thì... thôi kẻ bảng ra cũng được, cũng không nhất thiết phải kẻ bảng đâu, nhưng mà cô sẽ viết ra cho các bạn dễ nhìn hơn thôi nhé. Thuộc ước của 8 này, liệt kê cho cô các ước của 8 nào. Bằng cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 4, cộng trừ 8 ạ. Đúng rồi, cộng trừ 4, rồi đến cộng trừ 8. Cái này mà kẻ bảng ra thì hơi dài. Lập bảng này. Nào bây giờ cô sẽ kẻ bảng cho các bạn dễ nhìn hơn thôi nhá. Còn nếu mà những cái dạng mà nó chỉ có x với y này thôi thì mình có thể kết luận luôn cũng được.
dòng trên là x này, dòng dưới là y này, và có 8 cái cột nữa. À, bây giờ cô sẽ điền giá trị vào đây này. Cả x và y đều thuộc ức của 8. Cô điền theo thứ tự từ bé đến lớn nha. Dương đọc cho cô nào, từ bé đến lớn. Nhỏ nhất là âm 8 này, tiếp theo là đến âm 4, âm 2, âm 1, rồi đến 1, 2, 4, 8. Thế tương ứng với những cái giá trị của x như này thì mình sẽ phải tìm giá trị của y. X mà bằng âm 8 thì y sẽ bằng bao nhiêu? Dương đâu rồi con? Âm 1 ạ. Âm 1 đúng rồi. Con nói cho các bạn vì sao con biết được đây là âm 1. Cô bởi vì con muốn tìm y con lấy 8 chia cho âm 8 ạ. Đây. Đây dựa vào x nhân y bằng 8 nhá, các bạn dựa vào cái này này. X nhân y bằng 8, thế mà x đã bằng âm 8 rồi thì y sẽ bằng âm 1, đúng chưa? Rồi tiếp theo, âm 4 thì y sẽ bằng âm 2. Ừ. Âm 2 đúng rồi. X bằng âm 2 thì y bằng âm 4 ạ. Âm 4, x bằng âm 1 thì y bằng âm 8. Đúng rồi, miễn sao cái tích của nó bằng 8 là được. Điền tiếp theo nào. X bằng 1 thì y bằng 8. 8, x bằng 2 y bằng 4. X bằng 4 thì y bằng 2 và x bằng 8 thì y bằng 1. Kết luận này vậy. Vì bài này là hỏi cả x cả y nên các bạn sẽ ký hiệu cặp x y nhé. Vậy cặp x y thuộc tập hợp các giá trị điền vào trong này. Âm 8 viết trước. Phải âm chấm 1. Rồi âm 4 âm 2 này. Chấm phẩy âm 2 âm 4 này. Tiếp theo là đến âm 1 âm 8 này. Chấm phẩy. Tiếp là đến 18. Hơi dài một chút. 24. 42. Và 81. Đấy, ký hiệu sử dụng tập hợp như này nhé. Tương tự với ý A, một bạn chữa cô ý B. Cô mời Hồng Giang. Ở ý B thì đề bài có thêm điều kiện là x nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn y nhé. Để lát nữa mình điền vào bảng cho hợp lý. Thế x mà nhỏ hơn 0, thế là x này nó là số gì? Nó Hồng Giang. X nhỏ hơn 0 là x là số nguyên âm. Là số nguyên âm đúng rồi. X nhỏ hơn 0, thế là x là nguyên âm. Thế y lớn hơn 0 thì sao? Y là số nguyên dương. Đúng rồi, y là nguyên dương nhá. Để lát nữa các bạn lấy giá trị cho phù hợp. Nguyên dương, y b. X nhân y bằng âm 3. Rồi, với cái bài này thì nên ghi lại đề đã. Bằng y phần 2 này, suy ra được x nhân y bằng âm 3 nhân 2. Âm 3 nhân 2 là bằng âm 6 ạ. Âm 6 đúng rồi. Thế là x nhân y mà bằng với âm 6 thì suy ra là x và y là đều thuộc vào ước của âm 6. Con liệt kê cho cô các ước của âm 6 nhé. Cộng 6 là cộng trừ 1, cộng trừ 2, và cộng trừ 3, cộng trừ 6. Rồi, cộng trừ 2, cộng trừ 3 và cộng trừ 6. Cô tính ra là x nhân y hay là x y? X y hay là x nhân y là nó giống nhau nhá. X nhân y. Đấy, khi mà viết x với y với nhau mình cũng hiểu là x nhân y. Ước của âm 6 hay là ước của 6 thì nó lại cũng như nhau. Nó cũng như nhau. Rồi, lập bảng. Lập bảng x và y này. Nhưng mà ở đây mình cần phải lưu ý như sau. Đề bài cho sẵn điều kiện là đây, x nhỏ hơn 0, thế là x là nguyên âm nhé. Còn y là số nguyên dương. Thế ở đây mình chỉ x lấy x là số nguyên âm thôi. Đó là những số nào nhỉ Giang? À, âm 1, âm 2, âm 3 và cuối cùng là âm 6. Đấy nha, thế cô có cần lập luận vào đây cho các bạn không? Vì
là x nhỏ hơn 0 nên suy ra được x thuộc tập hợp âm 1, âm 2, âm 3, âm 6. Hết. Đấy, sau đó lập bảng. X nhân với y bằng âm 6, thế mà x bằng âm 1 rồi y bằng bao nhiêu? Y bằng 6 ạ. Y bằng 6 đúng rồi. X bằng âm 2 thì y bằng? Y bằng 3. Y bằng 3, x bằng âm 3 thì y bằng? 2. Và x bằng âm 6 thì y bằng? 1 đúng rồi. Sau đó mình kiểm tra lại là tất cả những cái giá trị y này đều thỏa mãn là y lớn hơn 0 rồi, nên cô ghi chữ thỏa mãn ở bên dưới nhé. Thỏa mãn. Nếu mà trong trường hợp mà mình lại tìm ra cái số nào mà nó nhỏ hơn 0 thì nó không thỏa mãn. Đây là thỏa mãn điều kiện là y lớn hơn 0 rồi, là y nguyên dương. Kết luận vậy. Các cặp xy này thỏa mãn này thuộc tập hợp. Tập hợp đầu tiên là âm 1, 6. À, giá trị đầu tiên là âm 16, tiếp theo là đến âm 23 này, rồi đến âm 32 này, rồi cuối cùng là âm 61. Đấy. Vậy bài tìm x này là khác bài trước nhé. Bài trước là mình chỉ cần sử dụng nhân chéo là mình tìm ra một giá trị của x hay là của y. Nhưng mà đối bài này là cái nhân chéo của mình thì nó lại ra tích xy. Thì mình sẽ sử dụng cái bài toán là đi tìm ước. Dòng bài tiếp theo là rút gọn phân số. Thì ban nãy là mình cũng đã rút gọn phân số rồi đấy. Nhưng mà thường mà khi mà đề bài yêu cầu rút gọn phân số như này thì mình cần phải rút gọn đến phân số tối giản. Hết phân số như thế nào là phân số tối giản? Phân số tối giản là phân số không thể rút gọn được nữa. Không rút gọn được nữa tức là cái ước chung của tử và mẫu là bao nhiêu? Là 1 hoặc là âm 1. Nào, rút gọn phân số. Nhớ nha, rút gọn phân số là mình cần rút gọn đến phân số tối giản. Phân số tối giản. Cái phân số tối giản này tức là mình không thể rút gọn được nữa, tức là trong cái tập hợp ước chung của tử và mẫu ấy là chỉ có 1 và -1 thôi. Nào, rút gọn phân số thì ở đây cô coi như là phân số a phần b nhé. Rút gọn phân số a phần b thành phân số tối giản, tức là lúc đấy ước chung lớn nhất của a và b là bằng 1. Ước chung lớn nhất là bằng 1 nhá. Còn tập hợp ước chung là nó sẽ còn 1 và -1. Vì là ước chung lớn nhất là mình sẽ lấy số dương. Như vậy thì để làm sao mà mình rút gọn một phát mà nó ra được cái phân số tối giản luôn, không cần phải rút gọn qua nhiều bước, thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Bước 1 là các bạn tìm rồi ước chung lớn nhất của A và B là của tử và mẫu. Đi tìm ước chung lớn nhất của A và B nhé. Bước thứ 2 là thực hiện chia cả tử và mẫu. Đấy, cho ước chung lớn nhất cô đặt là D đi để không phải viết lại. Chia cả tử và mẫu cho D. Vậy là xong. Hai bước. Bước 1 là đi xác định ước chung lớn nhất. Cái này với số nhỏ thì các bạn có thể nhầm được luôn. Còn bước thứ 2 là đem chia cả tử và mẫu cho cái số đấy. Bài này các bạn nháp và chát cho cô đáp án nhé. A, B, C, D luôn đi. Phân số thì các bạn chát cho cô. Ví dụ như là 1 phần 2 thì các bạn viết thế này. 1 phần 2 như thế này. Còn trừ 1 phần 2 thì mình sẽ viết như thế này nhé. Đấy. Thế nếu mà trong trường hợp, cô nhắc này, nếu mà trong trường hợp nó có cái phân số là 2 phần âm 1 thì như thế nào? Thì bắt đầu từ cái bài hôm nay, bắt đầu từ bài hôm nay các bạn sẽ để cho cô phân số là luôn có mẫu dương. Tức là tất cả các phân số các bạn sẽ đưa cho cô về mẫu dương. Ở đây cô có phân số là 2 phần âm 1 có mẫu âm này. Muốn nó về thành mẫu dương thì mình sẽ làm gì? Làm sao để mất đi cái dấu âm này? Chính xác, nhân cả tử cả mẫu với âm 1. 2 nhân âm 1 này và âm 1 nhân với âm 1. Thế là kết quả là bằng âm 2 phần 1. Các bạn lưu ý cái cách này nhá. Thực hiện nhân cả tử và mẫu hoặc là chia cả tử và mẫu cho âm 1 để đưa cái phân số có mẫu âm về phân số có mẫu dương. Và mình sẽ thực hiện các phép tính với phân số có mẫu dương như này. Rồi, đấy, bạn mình Nguyên Bình bảo là bạn cứ chuyển dấu âm này chuyển lên.
Đây là lý do vì sao mà cái dấu âm ấy được chuyển lên đấy. Thế cô cho thêm cái ví dụ nữa nào. Là ví dụ cô cho là âm 15 phần âm 17 phong. Phong nào, đưa cho cô về phân số có mẫu dương. Âm 10 làm như nào? Bây giờ cả từ và cả mẫu đang là âm. Và bây giờ mình cần đưa cái phân số này về. Mẫu của nó là dương cơ. Thế bây giờ con phải làm sao để cho nó ra được mẫu dương? Tương tự như bên trên. Nhân với mấy? Nhân với 1 thì nó bằng chính nó rồi. Nhân với âm 1. Âm 15 này mà nhân với âm 1. Và bên dưới là âm 17 nhân với âm 1. Tử là bằng bao nhiêu? Âm 15 nhân âm 1 bằng 15. Đúng rồi, đấy. Được chưa? Hai cái phân số này bằng nhau nhé. Vì theo đúng tính chất là nhân cả tử với và mẫu với một số khác không thì được cái phân số mới có giá trị bằng với phân số ban đầu. Nhớ nhá. Từ bây giờ các bạn để cho cô là cái phân số của mình là có mẫu số là dương. Các bạn bắt đầu chat cho cô đáp án nhé. Nào cô gọi một bạn chữa bài nhé. Cô mời Minh Long nào. Minh Long còn ở trong phòng không? Dạ có ạ. Rồi thế Minh Long làm cho cô ý A luôn nhá. Cô sẽ ghi luôn kết quả ra bên đây nhá. Âm 4 phần 6 thì con sẽ thực hiện rút gọn chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Ước chung lớn nhất của 4 và 6. Dạ là 2 ạ. Đúng rồi, chính xác. Thế là thực hiện là lấy 4 chia 2 này trên âm 4 chia 2 trên 6 chia 2 kết quả là bằng bao nhiêu? Dạ con kết quả là bằng 2/3. Đúng rồi. Long làm tiếp cho cô ý B, xác định cho cô ước chung lớn nhất của 12 và 20. Dạ con có ước chung lớn nhất của 12 và 20 là 2/3. Con còn nhớ cách xác định ước chung lớn nhất không? Dạ có ạ. Rồi, thế nháp nhanh cho cô xem là 12 và 20 cùng chia được hết cho số nào? Dạ, vâng ạ. Là mấy? 4 đúng rồi, chính xác. 12 chia 4 trên 20 chia 4 kết quả bằng 3/5. Đúng rồi. Ý C cô mời, cô mời Chi Giao nào. Chi Giao. Ừ. Âm 28 phần âm 49. Âm 28 chia cho 4. Cho 4 được không? Con đầu tiên mình phải đi tìm ra là ước chung lớn nhất của hai cái số này trước đã. Âm 28 và âm 49 thì tìm ước chung lớn nhất trước. Cô ước chung lớn nhất của âm 28 và âm 49 là 7. À là 7. Rồi thế chia cho 7 nhá. Lấy âm 28 này mà chia cho 7. Chia cho 7 thì là được luôn rồi. Nhưng mà mình muốn đưa được về cái mẫu dương thì sẽ đem chia cho âm 7 nhá. Thì lát nữa mình không phải đổi nữa. Lấy âm 49 chia cho âm 7. Con đọc cho cô kết quả nào. Cô kết quả là bằng 4/7. Đúng rồi, 4/7. Tiếp, con làm tiếp ý D nào. Con như cô ý D 56/64. Ước chung lớn nhất của 56 và 64 là 8. Đúng rồi, 8. Lấy 56 chia cho 8 và 64 chia cho 8. Kết quả của con là 7/8. 7/8, đúng rồi, kết quả chính xác. Rồi, bà Ngọc làm cho cô ý A nha. Bây giờ mình quan sát này. Ở trên tử của mình là viết ở dưới dạng tích của hai số này. Ở dưới mẫu cũng là dạng tích. Thì ở cái bài này thì mình không nên nhân vào làm gì. Số nó sẽ rất là to. Mà mình sẽ thực hiện rút gọn nhanh bằng cách này. Con xem là cái số 4 này thì sẽ rút gọn được với số nào ở dưới mẫu? Có thể rút gọn được với số 12. Đúng rồi, chính xác. Hay là 4 với 12 nhá.
Thế còn số 5 này thì rút gọn với số nào? Với số 25 ạ. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không sử dụng cái gạch 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 giống như ở tiểu học nữa. Mà bây giờ cô sẽ viết phân tích ra. Trên tử vẫn giữ nguyên là 4 nhân với 5 này. Còn dưới mẫu cái số 12 này cô sẽ tách ra thành là 3 nhân 4. Còn 25 thì tách ra thành bao nhiêu? 5 mũ 2 ạ. Rồi, để là 5 nhân 5 hoặc là 5 mũ 2 cũng được. Sau đó đến đây rồi mình mới bắt đầu đi rút gọn này. 4 với 4 là hết này. Được chưa? Nhưng mà các bạn không gạch vào trong vở nhé, cô gạch ở trên bảng thôi. Rút gọn tiếp được hai số 5 này nữa. Vậy như vậy thì trên tử còn lại bao nhiêu? Sau khi đã gạch hết rồi thì còn lại bao nhiêu? Còn lại 1 ạ. Đúng rồi, dưới mẫu còn lại bao nhiêu nữa nào? 3 nhân 5 ạ. 3 nhân 5 đúng rồi. Thế là kết quả là bằng 1/15 ạ. 1/15. Đúng rồi. Bảo Nam nói cách của con là cách gì? Là con tách 4 x 5 / 12 x 25 là bằng 4/12 x 5 mũ 2 bằng 1/3. Rồi. Tức là cái 5 x 5 con viết thành 5 mũ 2 đúng không? Không, con tách ra thành hai phân số. Vâng. Rồi. Ý tiếp theo cô mời Hà Lam nào. Ý B, ý B thì vẫn tương tự như ý A. Hà Lam còn ở trong phòng không con? Con làm thử. Bạn đang bật mic không? Chắc chắn làm được không? Dạ có con. À được rồi. Ở cái câu ý B này tương tự như ý A, con sẽ tách như thế nào? Rồi kiểm tra xem là mình sẽ tách những số nào nhá. Trên tử có số 2 này, xem là ở dưới mẫu rút gọn được với số nào. Vậy thôi cô, con tách cho số mình ném ra là 9 x 2 để chia tiêu với số 9 phía dưới. Đúng rồi, chính xác. Thế là dưới thì con sẽ tách như thế nào? Dưới con tách hai từ ra. Thành nào? Số 9 thì vẫn giữ nguyên rồi, tại vì trên tử có 9 rồi, rút gọn được luôn. Còn số 24 thì mình sẽ tách như thế nào để rút gọn được với các cái số ở phía trên? Con tách là 6 nhân 4. Rồi, 6 nhân 4 cũng được, mà 4 thì có đúng là bằng 2 nhân 2 đúng không? Thế thì sẽ tách luôn thành 2 nhân 2. Đấy, như vậy sau khi rút gọn thì trên tử của con còn lại bao nhiêu? 9 hết này, 6 hết này. 1. Trên tử hết rồi, dưới mẫu hết rồi. Thì tức là mình kết quả này của mình là còn 1 con nhá. Còn 1. Bằng 1 mà. Rồi, tiếp theo đến ý C. Ý C Quang Minh nào. Con ạ. Là con tách là 7 nhân 2 nhân 2. Nhớ là các cái phép trước này là nó là phép tính nhân nhá các bạn. Phép tính nhân. Còn ở đây của mình là phép tính gì? Trừ. Phép tính trừ thì có rút gọn chéo được như thế không? Không. Phép tính trừ thì bây giờ mình phải đưa về dạng tích đã. Tích. Đang là phép tính trừ mà đưa về dạng tích nào, cách nào? 7 x 4 + 2. Đặt thư số chung. 7 chung đặt ra ngoài. 4 trừ 2 vào trong ngoặc, dưới mẫu vẫn là 12. Là bằng tiếp nào. 7 x 2. Ừ. Phần 12. Phần 12 tách luôn 12 ra nào. 12 là bằng 6 x 2. Đúng rồi. Thế là 2 với 2 hết rồi nhá. Kết quả là bằng 7/6. Ý cuối nào. Ý cuối cho anh. Câu ơi. 16 x 9. Nào. Ở cái ý này đang nào, cả tử và mẫu là đang viết dưới dạng lũy thừa nhá. 3 này là 3 mũ 1 này. Mình không nên đem nhân nó vào với nhau tại vì số nó rất là to. Vì vậy mình sẽ đi rút gọn thôi. Nào, trên tử này mà có 2 mũ 4, dưới có 2 mũ 3, chia được cả tử và mẫu cho bao nhiêu? 2 mũ 3. Đúng rồi, chia cho 2 mũ 3. Nhẩm luôn, 2 mũ 4 chia 2 mũ 3 bằng 2. Dưới mẫu này chỉ còn 1 thôi. Được chưa? Tiếp theo, tương tự 3 mũ 2 và 3 thì chia được cả tử và mẫu cho 3 mũ 1. 3 mũ 1 trên tử còn lại 3 mũ 1. Dưới mẫu còn 1. Còn 1 đúng rồi. Tiếp 5 và 5 mũ 2 chia được cả tử và mẫu cho 5. Thế là trên tử còn 1, dưới mẫu còn 5. Đấy, sau đó mình đi thực hiện cái phép tính nhân. 2 x 3 là bằng 6. 1 x 1 x 5 là bằng 5. Kết quả bằng 6/5. Đối với dạng lũy thừa thì các bạn sẽ nhẩm như vậy nhá. Đây, trên tử là có 2 mũ 4 này, dưới mẫu là có 2 mũ 3. Thì mình sẽ thấy là
cả hai số này cùng chia hết được cho 2 mũ 3. Đem chia cho 2 mũ 3 nhé. Thế là trên tử còn 2 và dưới mẫu còn 1. Đây, buổi sau cô sẽ tiếp tục ôn tập cho các bạn cái dạng này.